Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Ca Bình đầu ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ hai đầu tuần tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay đây chúng ta cũng có nhiều thông tin các bạn. Nhưng mà chủ yếu những tin tức nó cũng rải rác. Thuần đã cố gắng sắp xếp những thông tin này một cách logic nhất có thể để mà chia sẻ với các bạn trong video này. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì à, về mặt giá cả đó thì các bạn nhìn thấy được là giá của Bitcoin hôm nay cũng rất là tốt các bạn. Ở mức là gần như 63.000 đô và thật ra chúng ta cũng đã có một thời gian giá của BTC lên tới cái mức là gần 64.000 đô luôn các bạn, lên tới mức là 63.800 đô. Hiện bây giờ là chúng ta đang xoay quanh mức là gần 63.000 đô là 62.936 đô. Nhưng mà về thị trường nói chung đó thì các bạn nhìn thấy được là vốn hóa thì hôm nay tăng chỉ có 0.2% mà thôi thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn đó là đến từ Bitcoin các bạn Nghĩa là chúng ta thấy Allcoin hôm nay thì cũng tùy theo đồng các bạn Nhưng mà 50-50 có một số đồng tăng, một số đồng đó thì lại giảm ngày hôm nay Nhưng mà về tin tức thì sao các bạn Trước hết chúng ta cũng đã bước qua tháng 7 rồi và cũng như nhiều bạn đã comment trong video ngày hôm qua Và trên những mạng xã hội Nếu như mà chúng ta nhìn vào tháng 7 đó là nhìn chung là một tháng mà rất là bolus các bạn Các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái thống kê đến từ con class các bạn tính theo mỗi năm và mỗi tháng các bạn nhìn thấy trên màn hình là chúng ta có từ tháng 1 tới tháng 12 đi ngang và đi dọc đó chúng ta có từ năm 2013 lên tới năm 2014 hiện bây giờ thì như các bạn đã biết đó trong lịch sử cho thấy được là phần lớn tháng 7 là một màu xanh chúng ta đã có tổng cộng là 11 tháng 7 ở trên cái màn hình và các bạn nhìn thấy được là trong 11 tháng 7 này đó chỉ có 4 lần là màu đỏ mà thôi còn lại là màu xanh các bạn 7 trên 11 lần là màu xanh và trung bình đó tháng 7 là tháng mà có cái phần trăm tăng trưởng đâu đó là khoảng 7.3%. Cái này chúng ta cũng nên nói tới ngày hôm qua rồi các bạn. Nhưng mà các bạn có để ý thêm một điều, đó chính là những cái tháng 7 mà chúng ta nhìn thấy được là cái tháng trước đó tháng 6 là màu đỏ đó, như là chúng ta nhìn thấy được là năm 2013, 18 rồi tới năm 2020, 21, 22 các bạn nhìn thấy được đây là những cái năm mà chúng ta có tháng 6 là màu đỏ thì tất cả những năm đó tháng 7 đều là màu xanh hết. Đương nhiên đây chỉ là những cái dữ liệu lịch sử thôi các bạn Nhưng mà nó cũng rất là thú vị Hy vọng là đem tới các bạn một chút xíu hopium cho tháng này các bạn Tháng này ra sao thì chúng ta chưa có biết Nhưng mà mới đầu tháng thôi đây thì cũng đã bắt đầu có những cái phết rồi Chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đó. Đây là cái thông tin đến từ JP Morgan các bạn JP Morgan là một cái ngân hàng mà có một cái mối quan hệ rất là phức tạp Đối với lại crypto, chúng ta có thể thấy được là Jamie Dimon, CEO của JP Morgan đó, thì là một người mà rất là ghét crypto các bạn ghét bitcoin và luôn nói đó là bitcoin không có giá trị là một trò lừa đảo vân vân bao nhiêu năm nay rồi các bạn nhưng mà ngược lại là ngân hàng jp morgan của ông thì lại là một trong những ngân hàng mà có cái mối quan hệ rất là mật thiết với crypto chúng ta có thể nhìn thấy được là gần đây nhất đó thì ngân hàng jp morgan đã là công ty trung gian để mà hỗ trợ blackrock trong cái sản phẩm blackrock Bitcoin Spot ETF và chúng ta cũng thấy được là JP Morgan cũng có những cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến crypto nhưng mà CEO của JP Morgan thì là một người mà luôn nói Bitcoin crypto là lừa đảo không có giá trị các bạn thấy được đó một cái sự mâu thuẫn rất là lớn ở đây và chúng ta cũng thấy được là JP Morgan thì lại nói là trong tháng 7 này chúng ta có thể thấy là giá đó sẽ giảm xuống lý do là tại vì chúng ta có thể thấy là những cái chủ nợ của Malgox những cái nạn nhân đó khi mà họ nhận được cái số lượng bịch khôi họ sẽ bán khiến cho khả năng là tháng 7 này đó giá sẽ bị áp lực và giảm xuống và sau đó tháng 8 đó thì sẽ hồi phục trở lại và tiếp tục tiến tới các bạn Đương nhiên không biết là họ tin thật sự như vậy hay là họ chỉ nói như vậy để khiến cho mọi người tiếp tục lo lắng mà thôi các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là mới đầu tuần thôi đã có tin tức liên quan đến chính phủ Đức. Một lần nữa đó họ lại di chuyển tổng cộng là 1.500 BTC, tổng cộng là khoảng 94 triệu các bạn thì các bạn thấy được là không phải tất cả con số này đều gửi lên sàn giao dịch ít nhất chúng ta chỉ biết là chỉ có 4 dầm trong con số này là gửi lên sàn giao dịch ba sàn tổng cộng các bạn thứ nhất chính là sàn Kraken 100 BTC gửi lên sàn đó Coinbase thì có 100 BTC được gửi lên từ chính phủ Đức và Bitstamp thì có 200 BTC được gửi lên Bitstamp và lý do tại sao mà chính phủ Đức bán tới bây giờ cũng không ai rõ các bạn Nhưng mà chúng ta cũng có nhiều cái giả thuyết từ tuần rồi tới bây giờ Và nhiều người cho đó là có thể là làm giá mà thôi hay là khiến cho mọi người lo lắng là chủ yếu Chứ không phải là họ bán mà họ cần tiền Cái này không ai biết được đâu các bạn Thôi chỉ thấy được là có thể thực sự là chính phủ Đức muốn bán cái số lượng Bitcoin này và họ muốn bán một cách nào đó mà không ảnh hưởng nhiều đến giá cả. Tuy là họ di chuyển đó thì ai cũng biết các bạn, nhưng mà cái số lượng họ di chuyển lên sàn không có nhiều. Đừng nói tới là chúng ta chỉ biết có 400 BTC được di chuyển lên ba sàn này. Nếu chúng ta nói tới là cả 1.500 BTC đó thì cái con số cũng chỉ là khoảng chừng 94 triệu mình thôi các bạn. 94 triệu đó Cơ mà là con số nhỏ Nhưng mà nếu như tính cái khối lượng giao dịch hàng ngày Ở trên sàn giao dịch Thì con số này không có nhiều rồi các bạn Không thể ảnh hưởng đến giá cả được Cho nên đối thuận thì có khả năng là một ai đó Ở chính phủ Đức nghĩ đến việc là Sẽ chung bình giá bán cái số lượng này Có thể họ không biết là nên bán cái mức nào Nhưng mà họ muốn chung bình giá bán bây giờ Và họ bán từ từ để không ảnh hưởng đến giá cả các bạn Các bạn có nghĩ đi Chính phủ Đức bây giờ vẫn đang quản lý Cái số lượng Bitcoin đó Tổng cộng là tới 40 4.692 BTC các bạn Trong khi mà họ đã bán một số rồi Họ vẫn còn số lượng nhiều như vậy Đáng giá đó ở mức giá hiện tại là 2 ,8 tỷ 8 các bạn Con số không hề nhỏ đâu Các bạn cứ thấy được là ngày hôm nay đó giá cả của BTC tính theo con Gecko đã tăng chỉ có là 0.2% mà thôi để thùng refresh lại các bạn nói chung nên thì cái giá bây giờ không có tăng nhiều so với ngày hôm qua nhưng mà chúng ta cũng thấy được là dựa theo cách tính của Arkham đó, thì cái account này đã có sự tăng trưởng là 4.51 triệu đô la các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là con số họ lưu trữ không hề nhỏ thì nếu như mà họ thật sự muốn bán mà giá cả lại giảm xuống thì không có lợi cho họ đâu các bạn và đương nhiên nếu như họ bán nhiều quá cùng một lúc đó giống như là họ bán là 500 triệu một tỷ thì có thể ảnh hưởng đến giá cả nhất là họ lại bán trên những sàn spot cho nên nếu như là họ thật sự là muốn bán có giá thì họ cũng sẽ không muốn thị trường lo lắng đâu và các bạn thấy được là rất rõ ràng cho tới ngày hôm nay đó thì thị trường cũng đã không còn quan tâm nhiều nữa các bạn thấy được là mọi thứ như là thường thường chia sẻ đó nó chỉ có cái sự ảnh hưởng tạm thời mà thôi rất nhiều tin tức rất nhiều những sự kiện chúng ta nói tới hàng tuần đó khi mà zoom ra các bạn mới thấy là những sự kiện đó thực sự cũng không có ảnh hưởng gì đến cái tuyến đường dài hạn của bitcoin và crypto hết các bạn đây là tuyến đường chúng ta đã có 15 năm qua rồi và bitcoin sẽ tiếp tục tiến tới crypto cũng sẽ tiếp tục tiến tới về đầu tư dài hạn đó thì như thầy đã chia sẻ trước đây tôi nghĩ là cái cách mà tốt nhất chúng ta nên nghĩ về tương lai của BTC đó nhất là về mặt giá cả thì các bạn nên nghĩ tới là chúng ta có thể là đi hai bước lùi một bước khi các bạn nghĩ như vậy đó thì các bạn sẽ cảm thấy là tâm lý sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn rất là nhiều Các bạn có nghĩ là giá Bitcoin sẽ có cái sự tăng trưởng nhanh Rồi sau đó lại có một cái sự điều chỉnh xuống cũng không hề nhỏ Rồi lại tiếp tục nữa Quan trọng là khi bạn zoom ra dài hạn đó, Thì giá như thế nào các bạn Mỗi 4 năm, mỗi 5 năm Thì giá cả như thế nào Cái đó mới là quan trọng Chứ còn những tin tức ngắn hạn Thì nó chỉ mang tính chất ngắn hạn mà thôi các bạn Quan trọng hơn đó là các bạn phải đặt câu hỏi là Những gì mà thủ nói ngày hôm nay có ảnh hưởng đến cái lý do tại sao các bạn đầu tư vào Bitcoin, đầu tư vào crypto hay là không Hay là đây chỉ là một cái thông tin có cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi Và các bạn khi mà zoom ra đủ xa đó các bạn thấy được là hầu hết tất cả những tin tức Cho dù lúc đó các bạn nghĩ nó lớn cơ nào đi nữa đó thì nó cũng chỉ có cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi Ngay cả khi chúng ta nghĩ tới năm 2014 khi mà sàn Mt. phá sản nhiều người cho đó là cái sự kiện sẽ khiến cho Bitcoin mãi không ngóc đầu lên được các bạn Tại vì lúc đó nó sàn máu góc cực kỳ lớn luôn Và các bạn thấy được là cái hệ sinh thái của Bitcoin lúc đó cũng không phải như bây giờ đâu Không có nhiều những công ty ủng hộ như là bây giờ Mà một sàn bị phá sản như vậy khiến cho nhiều người mất tiền đó. Thì uh, các bạn thấy là nhiều người cho là thị trường này coi như đã xong rồi Kết quả thì sao các bạn? Kết quả chúng ta vẫn tiến tới Hay là mới đây năm 2022 đó các bạn đã nhớ chúng ta trải qua cực kỳ nhiều sự kiện luôn chúng ta nói tới là sàn lớn như sàn FTX phá sản chúng ta có Luna UST bị sụp đổ chúng ta có những công ty lớn như là chúng ta nói tới là BlockFi, Voyager, Celsius đều bị sụp đổ hết các bạn và lúc đó đó thì cảm giác có nhiều người như thế nào tôi nghĩ là nhiều bạn đang xem thuận bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác đó Nhìn giống như là chúng ta đã kết thúc rồi các bạn Kết quả thì ra sao Khi mà nhìn lại chúng ta mới thấy được Ngay cả những sự kiện lớn như vậy đã Chỉ có sức ảnh hưởng tạm thời mà thôi Ngay cả một quốc gia lớn như là Trung Quốc cấm Bitcoin và crypto vào năm 2017 các bạn. Các bạn có nhớ lúc đó tháng 9 khi mà nghe thông tin thì giá đã nhanh chóng đi từ 5.000 đô mà giảm xuống còn có 2.500 đô ở thời điểm đó. Và cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng thì chúng ta vẫn vượt qua được và lập đỉnh mới cho các bạn thấy được là phân lớn những thông tin nên nó chỉ mang cái tính chất ngắn hạn mà thôi. Quan trọng là các bạn luôn phải nhớ lý do tại sao các bạn đầu tư dài hạn và các bạn cũng đã thấy được là mới vào tháng 7 thôi chúng ta cũng đã có rất nhiều phết rồi các bạn Và các bạn thấy được là lại có những người như là Dave Portnoy thì nói là chờ Bitcoin về 40.000 đô để mà thu mua thêm cho công ty của Dave Portnoy đó chính là công ty Battle Sport các bạn Và đương nhiên Dave Portnoy nói bản thân mình cũng đã lưu trữ nhiều Bitcoin rồi Chỉ là muốn giá xuống để mà tích lũy thêm mà thôi Thì cũng rất là nhiều người đang chờ đợi giá đi xuống thêm các bạn Giá có xuống hay không thì không ai biết được đâu Nhưng mà các bạn nên hiểu là rất là nhiều người đang chờ đợi để mà giá xuống để mà có thể tích lũy thêm Tại vì sao? Tại vì có phải là họ bearish hay không? Đương nhiên không phải đâu các bạn Tại vì họ bullish nhưng mà họ đang hối tiếc đã không tích lũy nhiều Bitcoin Những mức như là 40.000 đô Lúc đó, đó thì nhiều người cho là Bitcoin đã tăng trưởng quá nhanh rồi các bạn à, Và và có thể là không nên tích lũy thêm ở thời điểm đó biết bao nhiêu người kêu gọi là sẽ có một đợt điều chỉnh nhưng mà khi mà nhìn lại đã đâu có ai ngờ mà chúng ta lại có giá Bitcoin tăng liên tục 7 tháng các bạn lập một lịch sử mới và lập một đỉnh mới trước khi mà có cả Bitcoin hạ bình nữa đó là một điều mà khiến cho nhiều người trong đó có thuận cũng rất là bất ngờ Tuy thuận có lòng tin dài hạn giá Bitcoin sẽ tăng trưởng các bạn nhưng mà đâu có ai biết khi nào và tăng bao nhiêu đâu cho nên đối thuận thì cái quy luật cũng đơn giản mà thôi và đương nhiên cái này là đối thuận mà thôi không phải là phù hợp với tất cả các bạn mỗi người đều có mọi vị thế và cái lý do cũng như là mục đích đầu tư khác nhau bản thân thuận đó thì thay vì thuận chờ để mà mua bitcoin thì thuận mua bitcoin rồi ngồi chờ các bạn đó luôn là cái tiêu chí của thuận từ bao nhiêu năm nay nhưng mà thuận muốn chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn rồi các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình ở bên dưới cái clip ngắn này đó là Dave Portnoy trả lời một cái câu hỏi liên quan tới việc là khi đầu tư crypto đó thì nên đầu tư những đồng nào thì Dave uh, nói nói là chỉ nên đầu tư duy nhất vào Bitcoin mà thôi thì các bạn thấy được là đây là một cái cách suy nghĩ cũng không phải là quá lạ đối với những người mà tham gia thị trường crypto này một thời gian các bạn thấy được là thường đó thì uh, mọi người đều biết tới Bitcoin nhưng mà khi mà vào thị trường này đó thì nhiều người họ sẽ dễ dàng cảm thấy hứng thú hơn đối với lại những cái đồng altcoin khác cái này cũng dễ hiểu thôi các bạn tại vì chúng ta có những cái tin tức sôi động hơn liên quan bạn chúng ta cũng có những cái sự lên xuống nó gọi là rất là sôi động các bạn cho giá cả của all coins so với bitcoin đó thì cho dù người bên ngoài nhìn về bitcoin cảm thấy nó quá dao động nhưng mà những người trong thị trường crypto này đó thì lại cảm thấy được là bitcoin di chuyển nó không có phải sôi động như những cái all coins, những cái meme coin nhưng mà các bạn thấy được là ở trong thị trường này một thời gian đó thì nhiều người họ sẽ vấp phải những cái lỗi lầm các bạn cái này là rất bình thường mà thôi các bạn thấy được là các bạn cho dù tìm hiểu kỹ cấp mấy đi nữa đó các bạn cũng không thể nào biết hết có rất là nhiều những cái lừa đảo trong thị trường này cũng như là những cái dự án bị thất bại Đừng nói tới lừa đảo các bạn, một dự án bình thường cũng có thể bị thất bại như thường Tại vì các bạn nên biết là họ bắt đầu với một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ Nhưng mà khi họ đã bắt đầu một cái dự án rồi đó, thì có nhiều thứ Họ không lường trước được các bạn, thị trường sẽ phở như thế nào đối với sản phẩm của mình Rồi các bạn sẽ được là quản lý nhân sự như thế nào Và còn bao nhiêu ai cạnh tranh mà chúng ta chưa biết khi mà họ bắt đầu họ mới thực sự biết được là cái lực cạnh tranh như thế nào và cộng đồng nghĩ như thế nào về sản phẩm mà họ đang tung ra trên thị trường các bạn và họ có thể là đánh giá quá thấp cái thời gian cần thiết để có thể là có một tên tuổi trong thị trường để người ta biết đến sản phẩm của mình cho nên các bạn thì được là nhiều dự án đó thì họ bị đứt dây nửa chừng tại vì họ đã hết tiền rồi các bạn cái số lượng tiền họ tích lũy khi mà họ bán ICO hay là IDO lần đầu tiên đó họ đã xài hết rồi và điều đó khiến cho nhiều dự án thuần bị thất bại chứ đừng nói tới những dự án lừa đảo các bạn những dự án mà uh, bị uh, kéo thảm Các bạn bị rớt pô và ngay cả đi cũng đã gặp những trường hợp đó các bạn và đi cũng nên nói đã bị rớt pô uh, bởi sếp moon các bạn và sau đó đã đi nói là chỉ bitcoin only mà thôi thì các bạn nghĩ sao về quan điểm này uh, để thuận chia sẻ cái clip rồi chúng sẽ nói thêm will steve will do its crypto hero be another rug i, I didn't know he had that i The only crypto Anybody should be involved in is spelled B I T C O I N. I've learned that the hard way. If you want to try to make quick bucks, do not cry to me if you get rug pulled in any crypto like I did with Safe Moon. You have to know you're probably getting rug pulled going in. It's all a Ponzi scheme, only Bitcoin. Các bạn nghĩ sao về qua điểm này các bạn hãy comment bên dưới Bản thân Thuận thì các bạn đã biết là đương nhiên Thuận tin Bitcoin là nhiều nhất các bạn Phân bổ vốn đó thì Bitcoin chiếm bây giờ đã là 60% của danh mục crypto của Thuận rồi Kế đó là Ethereum trăm nhỏ hơn nhưng mà Bitcoin về Ether hầu hết là hơn 90% của danh mục của Thuận rồi các bạn Còn những cái đồng khác nó cũng có nhưng mà cái phần trăm phân bổ nó ít hơn rất là nhiều Thuận đó thì tin Bitcoin là cái đồng quan trọng nhất trong hệ sinh thái crypto các bạn Nhưng mà hệ sinh thái crypto không phải chỉ có riêng Bitcoin, nhưng mà ngày hôm nay nếu như mà các bạn nói với thuần là thuần chỉ được lựa chọn một đồng crypto mà thôi và thuần không được đụng đến trong vòng 5 năm hay 10 năm sau đó thì bây giờ lựa chọn của thuần vẫn là Bitcoin, nếu như thuần không thể đụng đến cái mã đầu tư này trong vòng 5 tới 10 năm. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ nhận được những cái tin tức phớt à, ngày hôm nay các bạn chúng ta cũng có những tin tức tốt như là các bạn thấy là May Planet, đây là công ty ở Nhật Bản và họ muốn trở thành Michael Strategy của châu Á và họ đã tiếp tục mua thêm các bạn họ liên tục mua thêm Bitcoin gần đây tuy là có số lượng không nhiều nhưng mà các bạn thấy được là họ cũng đã bắt đầu tích lũy ngày càng nhiều hơn và họ đã mua thêm 200 triệu Yen nghĩa là khoảng 1 triệu 2 đô la BTC các bạn và chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này đó, họ để là cái số lượng Bitcoin thì bây giờ họ đang lưu trữ đó là 161.26 BTC tổng cộng các bạn thấy là tuy không phải là nhiều như là Michael Strategy Nhưng mà họ cũng tích lũy chưa có lâu các bạn Coi như cũng là một thành tích rất là tốt rồi Và quan trọng hơn chúng ta tiếp tục có thêm một lực mua dài hạn và điều đặn đến từ Meta Planet cũng giống như chúng ta nói tới El Salvador các bạn họ vẫn tiếp tục trung bình giá mua một BTC mỗi một ngày thì các bạn thấy được là con số tuy là không phải nhiều đối với một quốc gia nhưng mà các bạn cũng đã thấy là họ sẽ tích lũy và ngày họ càng tích lũy nhiều hơn quan trọng đây là những cái công ty những cái quốc gia mà họ có lòng tin dài hạn và họ có ý định lưu trữ các bạn chứ không phải giống như chúng ta nói tới là nước đức nước đức, đức cái số lượng crypto này họ có đó là nhờ tịch thu các bạn cho nên có thể là họ không có ý định lưu trữ lâu dài và thường nhớ cái số lượng này họ tịch thu cách đây khoảng chừng một năm thì có thể là bây giờ đã một năm sau rồi các bạn thấy được là họ cũng đã có lời rất là nhiều tại vì lúc mà họ tích lũy đó lúc đó giá Bitcoin thường nhớ là dưới 20.000 đô bây giờ đã là ở mức là 62.000 63.000 đô rồi các bạn họ đã đang lời rất là nhiều rồi cho nên khả năng cao là bây giờ đó họ đã có con số coi như là cũng đáng kể các bạn 23 tỷ đô la cho nên bây giờ họ muốn chốt lời từ từ và trước khi mà chúng ta tiếp tục thì luôn thấy cái tấm hình này đã được chia sẻ trên nền mạng xã hội các bạn tấm hình của một chiếc Lamborghini và đây là chiếc xe có hệ thống bảo mật tốt nhất trên thế giới các bạn có hiểu tại sao hay là không đó <laughs> thì chúng ta cũng có cái thông tin lớn liên quan đến Sony các bạn Chi tiết hơn đó là Amber Japan Đây là công ty con của Sony Thì để nhắc lại đó, có thể là nhiều bạn cũng đã quên Chúng ta trở về cách đây 2 năm đi các bạn Vào tháng 12 của năm 2022 Thì có một cái công ty ở Singapore Công ty này đã cũng gặp rất nhiều vấn đề các bạn Tại vì họ cũng liên quan đến cái vụ của FTX Hưng nhớ là họ cũng mất một số tiền sau khi mà sàn FTX sụp đổ và công ty này đó họ cũng đã sa thải nhiều nhân viên. Thì cái công ty này đó có tên là Amber Group các bạn và khi mà công ty này gặp vấn đề đó thì công ty này đã được mua lại bởi công ty Sony và công ty Sony khi mà mua lại đó thì họ đã có ý định để có thể khởi động lại cái sàn giao dịch này tại vì công ty Amber này đó là họ là công ty đứng sau lưng một cái sàn gọi là Wellfin các bạn thì bây giờ đó công ty sony đã tiến tới một bước nữa và họ sẽ khởi động lại cái sàn này nhưng mà với một cái tên khác các bạn cái công ty amber japan sẽ đổi tên thành cái công ty có tên là s blocks và bắt đầu từ ngày hôm nay và cái công ty này ra sẽ hợp tác với một công ty khác cũng thuộc tập đoàn của sony luôn các bạn để mà mở rộng hoạt động giao dịch crypto tận dụng cơ hội khi mà thị trường đang phát triển như thế này các bạn và thị trường crypto ở nhật bản thì đang thay đổi nhanh chóng tại vì các bạn đã thấy là cái sự mức giá của đồng Yen khiến cho nhiều đầu tư đã chuyển sang Bitcoin và những tài sản có được số khác để bảo vệ tiền của họ. Thì đây là cái thông tin rất là lớn các bạn, Sony sẽ chính thức có một sàn giao dịch crypto. Và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa cũng rất là thú vị liên quan tới một cái cơ quan nhà nước của Hoa Kỳ gọi là US Marshall Service các bạn. Và đây là dịch vụ thống chế ở Hoa Kỳ và họ đã chọn Coinbase Prime làm công ty lưu trữ và cung cấp dịch vụ giao dịch cho một số crypto bị lưu giữ bởi bộ, bộ tư pháp. Thì dịch vụ thống chế có nghĩa là họ là cái dịch vụ mà lưu trữ tài sản của quốc gia đây các bạn. Và đương nhiên khi mà một ai đó mà tịch thu crypto giống như cái vụ của Silk Road thì cái số tiền đó sẽ được chuyển vào cái account của dịch vụ thống chế Hoa Kỳ. Và nếu như là crypto đây thì họ cần có những công ty để mà bảo quản cho họ và họ đã chọn Coinbase Prime làm công ty lưu trữ. Và thêm vào đó đó, cung cấp dịch vụ khi mà cần thiết Có nghĩa là cung cấp và dịch vụ bán khi mà cần thiết các bạn Điều này cũng hợp lý tại vì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã, đã từng bán crypto Thông qua sàn Coinbase rồi các bạn Và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đó là Coinbase Prime Đây là cái sản phẩm của Coinbase lưu trữ crypto cho khách hàng Thì sẽ nhận được cái chi phí là 32 triệu rưỡi các bạn 32 triệu rưỡi cho cái dịch vụ này đây là lý do tại sao mà các bạn thường nghe những công ty như là Ripple và nhiều công ty khác nào họ muốn mở dịch vụ lưu trữ crypto là vì rất là có lời các bạn hay là các bạn không nghe những cái thông tin liên quan tới Ripple cũng mua lại hình như là hai công ty cũng chuyên về cái lĩnh vực này và những ngân hàng họ cũng muốn lưu trữ crypto cho khách hàng. Đây cũng là lý do tại sao mà các bạn đã nhớ đó là chúng ta nói tới cái vụ mà SAP 121. Các bạn đã nhớ là cái quy định đó là của SEC và quy định đó đó giống như là ngăn chặn những cái ngân hàng không cho phép họ lưu trữ crypto cho khách hàng các bạn và chúng ta cũng đã nhớ là cái dư luật đó là để bác bỏ cái quy định SAP 121 nhưng mà cuối cùng đã bị tổng thống Biden phủ quyết rồi. Bây giờ đó thì khả năng rất cao là chúng ta sẽ không thấy thêm một đợt bỏ phiếu nữa các bạn, nhưng mà sẽ thông qua cái dự luật nền tảng crypto fit 21. Dự luật này đó sẽ khiến cho sáp 121 sẽ mất đi hiệu lực các bạn. Chúng ta cũng đã từng nói đến cái vấn đề này rồi Nhưng mà lý do tại sao mà các bạn thấy được là có một cái sự thúc đẩy đến từ nhiều nghị sĩ Tại vì các bạn thấy là không phải chỉ riêng thị trường crypto muốn cái quy định SAP 121 này bị hủy bỏ Mà ngay cả ngân hàng cũng muốn luôn các bạn Tại vì các bạn thấy là khi mà cung có dịch vụ này đó thì rất là có lời Đương nhiên là họ phải đảm bảo cái số lượng crypto này và nếu lỡ như mất đó họ phải bồi thường các bạn nhưng mà ngoại trừ việc là có lời khi mà lưu trữ cho khách hàng ra các bạn cũng thấy được là khi mà khách hàng cần bán đó thì đương nhiên họ sẽ không có nói là ok bây giờ Coinbase di chuyển qua sàn Kraken hay là sàn Gemini để mà bán họ sẽ nói là ok Coinbase bán và gửi tiền cho họ các bạn thấy được nó sẽ đơn giản hơn rồi họ lại được thu thêm một phần phí nữa các bạn cho nên đây là một dịch vụ mà rất là có lời và điều hài hước ở đây đó các bạn nên nhớ là tuy dịch vụ thống chế Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp lựa chọn Coinbase để mà cung cấp dịch vụ lưu trữ crypto cho họ. Nhưng mà sàn Coinbase hiện bây giờ vẫn bị một đơn vị khác của chính phủ Hoa Kỳ kiện các bạn, đó chính là SEC vì hoạt động chứng khoán không giấy phép. <laughs> các bạn thấy được đây là một cái sự buồn cười. Và nói tới đây đó thì chúng ta cũng đã nhớ thuần chia sẻ liên quan đến cái vụ uh, của Binance và SEC. Hồi thứ sáu tuần vừa rồi đó thì thẩm phán Jackson đã dán một đoạn mạnh vào lập luận của SEC. Và ngày hôm nay đó, thì luật sư trưởng của Coinbase Paul Grilaw đã gửi một đơn tới cho thẩm phán Vega. Đây là thẩm phán mà phụ trách cái vụ kiện giữa Coinbase và SEC. Và trong cái lá thư này đó thì luật sư trưởng của Coinbase đã trích dẫn ý kiến của thẩm phán Jackson ngày thứ sáu trong cái vụ của SEC và Binance. Và ông nói là bây giờ đã có hai thẩm phán này các bạn không phải là một mà hai thẩm phán. Đó chính là thẩm phán Torres và thẩm phán Jackson. Thì họ điều tin là token bán lúc ICO có thể là hợp đồng đầu tư Tại vì lúc đó, đó khi mà họ bán trực tiếp cho những nhà đầu tư Thì các bạn thấy là mua trực tiếp từ một công ty tập trung Và có nhiều hứa hẹn các bạn giống như là roadmap như thế nào Và họ sẽ làm sao để cho cái token này có giá trị Thì cái đó có thể là một hợp đồng đầu tư Nhưng mà khi mà cái token đó đã được bán ICO rồi Rồi sau đó list trên sàn để mà mua bán đó thì không phải là chứng khoán nữa nếu như đó là sự thật thì không có lý do gì mà sec lại tiếp tục kiện coinbase tại vì coinbase không có cung cấp ico các bạn và cũng không có đồng coinbase ico và các bạn thấy được là họ chỉ cung cấp dịch vụ trên sàn thứ cấp mà thôi trên sàn mà các bạn mua bán bình thường đó sàn spot thì nếu như mà đó là sự thật đó, thì không có lý do gì vụ kiện này nên tiếp tục hết đây là cái lập luận đến từ luật sư trưởng của Coinbase support reward các bạn nó cũng rất là hợp lý và tôi đã từng chia sẻ với các bạn cách đây một hai ngày đó, khi mà chúng ta có cái thông tin đó thì không biết là bây giờ SEC làm sao mà có thể tiếp tục những vụ kiện như là đối với lại Coinbase, đối với Consensus hay là đối với lại công ty Kraken các bạn. Tôi thực sự không hiểu là bây giờ đó họ muốn tiếp tục như thế nào, cũng chỉ là tốn thời gian và tiền bạc mà thôi. Và nói tới Coinbase thì các bạn cũng thấy được là một trong những đối tác quan trọng của họ đó chính là công ty Circle, là công ty đứng sau lưng đồng ổn định USDC, và các bạn thấy được là hôm nay lại có một cái thông tin rất là lớn các bạn và được chia sẻ bởi người đứng đầu của circle là jamie Allaire. thì ông chia sẻ một cái thuyết rất là dài nhưng mà nói tóm lại đó là hôm nay là một ngày đặc biệt của công ty circle tại vì họ đã được cấp giấy phép chính thức đến từ châu âu các bạn và công ty circle đã, đã thông báo là họ đã được ủy quyền để mà phát hành usdc tuân thủ luật mica và USDC trở thành stablecoin lớn đầu tiên được hợp pháp trong khu vực kinh tế châu Âu. Chúng ta cũng đã nói tới cái đề tài này ngày hôm qua rồi các bạn liên quan đến việc uh, luật MiCA như thế nào và tại sao chúng ta lại nghe những cái thông tin liên quan tới đồng USDT bị delist ở một số sàn hay bị hạn chế. Là liên quan tới luật MiCA nhưng mà nào mà không rành hãy uh, xem video ngày hôm qua để rõ hơn. Nhưng mà các bạn uh, cũng đã nghe thằng chia sẻ hôm qua đó thì uh, chúng ta thấy là cái luật này áp dụng chung cho tất cả những cái đồng ổn định nhưng mà chúng ta thấy được là công ty Circle là công ty mà họ đã cam kết là sẽ tuân thủ luật Mika ở châu Âu cho nên bây giờ các bạn thấy được là USDC đã trở thành stablecoin mà sẽ được sử dụng rộng rãi hơn là USDT đây là cái tin tức tốt cho những nhà đầu tư châu Âu các bạn tại vì các bạn thấy được là một trong những cái sự lo lắng là nếu như mà tất cả những đồng ổn định bị delist hết á, thì làm sao có thể tiếp tục giao dịch được bây giờ chúng ta biết là ít nhất có một đồng lớn đó chính là USDC sẽ tiếp tục hoạt động ở châu Âu và Thuận vẫn chưa hiểu tại sao. Đến bây giờ, đã, Tether vẫn khăng khăng là không chịu tuân thủ quy định của Mika. Và công ty Tether, đã, họ nói là cái quy định này không có hợp lý đối với họ. Nhưng mà Thuận cũng chưa rõ là tại sao họ lại không có muốn đăng ký à, giống như là USCC các bạn để hoạt động ở châu Âu. Cái này đã, chúng ta cũng phải chờ thêm thông tin mà thôi các bạn. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục như vậy đó, thì có khả năng là USCT sẽ bị delist ở nhiều sàn hơn. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có nghe cái sự chia sẻ chính thức đến từ bên châu Âu là họ sẽ áp dụng cái quy định stablecoin của luật Mika như thế nào. Nhưng mà coi như đây cũng là một cái thông tin tốt các bạn liên quan đến giao dịch ở châu Âu. Và đương nhiên như bài nào mà không sống ở châu Âu đó thì cái này cũng không liên quan đến các bạn đâu. Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Philippines các bạn. Như thường để chia sẻ đầu video hôm nay chúng ta cũng có nhiều tin tức nhưng mà đã cũng rải rác các bạn không có một cái chủ đề chính nào hết nhưng mà thùng cũng sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin mà thùng cảm thấy quan trọng với các bạn. Chúng ta có thông tin là hệ thống an sinh xã hội nghĩa là SSS của Peter Pins hiện nó cho phép thanh toán bằng USDT các bạn không phải tin nào cũng xấu cho Tether đâu Ít ra các bạn cũng thấy được là bây giờ ở Peter Pins thì chúng ta cũng thấy được là chương trình bảo hiểm xã hội do nhà nước quản lý phục vụ cho nhân viên trong những lĩnh vực chính thức, không chính thức và tư nhân thì các bạn thấy được là công ty Tether đã hợp tác với công ty hạ tầng Web3 là UQuid để triển khai phương thức thanh toán này giúp cho người dân đã thanh toán cái chi phí này bằng USDT trên blockchain của Ton các bạn và chúng ta cũng thấy được là cái công ty uh, Uquid này đó thì có một CEO mà hình như là người Việt các bạn đó chính là CEO Trần Hùng là người đứng đầu của Uquid chúng ta bây giờ hãy nói tới ETF thì các bạn thì bây giờ đó thì Ether Spot ETF tới đâu rồi hôm nay đã là ngày 1 tháng 7 rồi chúng ta cũng đã nghe những thông tin là có khả năng sẽ nhận được tin tức tốt vào ngày 4 tháng 7 các bạn ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ có nghĩa là trong tuần này nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là cái thông tin mới nhất tôi nhận được tính tới tuần vừa rồi đó chính là SEC à, cũng đã có thêm một số những cái điều cần phải chỉnh sửa và họ đã trả lại cái văn bản S1 ít nhất cho một công ty các bạn và họ đã đưa ra cái hạn chót là phải nộp trở lại vào ngày 8 tháng 7 thì có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái sự trì hoãn nho nhỏ và nhiều lắm các bạn chúng ta chờ đợi cái tin tức đến từ SEC vào ngày 4 tháng 7 hay là sớm hơn thì bây giờ đã đẩy lùi lại khoảng chừng vài ngày các bạn là tới ngày 8 tháng 7 đó thì có thể chúng ta mới nghe thêm tin tức liên quan tới Etherspot ETF nhưng mà bây giờ đó cái sự mong đợi vẫn là trong tháng này sẽ có Etherspot ETF được giao dịch các bạn khi nào mà có thêm tin tức tôi sẽ chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng đã nhớ là tuần vừa rồi đó thì công ty hasdex đã nộp một cái đơn các bạn để có một cái quỹ etf nhưng mà đây là một cái quỹ hỗn hợp giữa bitcoin và ether chứ không phải là riêng bitcoin hay là riêng về ether các bạn thì cái quỹ này đã bây giờ đã được bắt đầu chuẩn bị xét bởi sec có nghĩa là chúng ta đã thấy được là đồng hồ đếm người đã bắt đầu rồi như là các bạn đã biết đó thì sec có thể trì hoãn lên tới 8 tháng và cái này đó cũng để trả lời nhiều bạn hỏi thùng liên quan tới solar là ETF B tới đâu rồi các bạn thì các bạn nên biết là SEC đó có thể trì hoãn một cái đơn ETF lên tới 8 tháng Bây giờ đó chỉ là tháng 7 của năm nay thôi các bạn Có nghĩa là chúng ta phải đợi tới là đâu đó khoảng chừng là tháng 2, tháng 3 của năm sau mới biết tin tức Nếu như mà họ thật sự là muốn trì hoãn và trì hoãn Tới cái thời điểm tháng 8 đó Giống như là sau khi mà họ trì hoãn 8 tháng liên tục Thì họ phải ra quyết định một là chấp thuận, hai là từ chối Thì nếu như các bạn hỏi thuận là tới khi nào mới biết thông tin đó, Thì từ đây đến đó chúng ta mới biết được các bạn có thể phải đợi tới năm 2025 Hy vọng là sớm hơn Nhưng mà đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến à, những cái đơn ETF Còn về Bitcoin Spot ETF thì sao các bạn Hôm nay nó thông tin thì nó khá là chậm Tới bây giờ đó, lúc mình thường chia sẻ video thì chúng ta chỉ có cái thông tin đến từ Grayscale thôi các bạn Nhưng mà hôm nay đó, Grayscale không có bán thêm hay là mua thêm bất cứ BTC nào hết Chúng ta nhìn thấy được con số là không hiện bây giờ Nhưng quý còn lại đó thì chưa quý nào công bố là hôm nay dòng tiền như thế nào Khi nào mà có những cái thông tin mới hơn thì sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội. Những người nào mà chưa theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội thì cũng nên theo dõi để có thể nắm được thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và chúng ta cũng dành một vài phút để mà nói về tình hình chung của thị trường các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy được chứng khoán ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một màu xanh các bạn, chỉ số Nasdaq tăng 0.83% trong khi hai chỉ số còn lại cũng xanh nhưng mà ít hơn. Premarket thì bây giờ đó thì lại đỏ trở lại các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì lại tiếp tục tiến tới một lần nữa đã hơn 80 đô các bạn. Tuần vừa rồi đã đã kết thúc ở cái mức là 81 đô bây giờ mức là 83 đô giờ 41 cent Đương nhiên chúng ta cũng biết là cái con số này đó thì cũng không phải là cao đối với hợp đồng của dầu. Chúng ta có từng chứng kiến những con số như là hơn 100 đô cho một thùng dầu rồi các bạn, thậm chí lên tới 120 đô. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là trong vòng gần 2 năm qua đó thì con số này ở mức là dưới 80 đô, bây giờ thì lại trên 80 đô một chút. Chúng ta vẫn chưa biết là đây là một cái xu hướng dài hạn hay như thế nào. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến có một vài tuần nó giá hơn 80 đô nhưng mà lại nhanh chóng trở về dưới con số đó. Và chúng ta qua quan tâm đến hợp đồng của dầu tại vì nó ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát các bạn. Dầu đó như các bạn đã biết đã được sử dụng không chỉ điên là đổ xăng mà các bạn có thể nghĩ đến là sản xuất và dầu được sử dụng để mà vận chuyển hàng hóa các bạn. Khi mà chi phí dầu tăng lên, chi phí nhiên liệu tăng lên thì hàng hóa sẽ đắt tiền hơn, dẫn đến lạm phát lại tăng cao. Cho nên chúng ta rất là quan tâm. Bây giờ đó thì coi như chúng ta cũng nên bắt đầu quan tâm chút xíu các bạn, chưa phải là nhiều lắm nhưng mà chúng ta cũng nên để ý nhiều hơn. Còn về hợp đồng của vàng đó, thì ngày hôm nay mức là 41 đô cho một ounce vàng Cũng không phải là cái gì gọi là chúng ta quá bất ngờ đâu Cũng là cái mức này trong vòng hai tuần qua rồi các bạn Và trong tuần này đó thì chúng ta chủ yếu chờ hai sự kiện Thứ nhất đó là vào ngày thứ tư này các bạn Ngày thứ tư này đó chúng ta sẽ có hai điều Thứ nhất đó chính là liên quan tới cái báo cáo việc làm của ADP dự kiến là 170.000 việc làm mới trong một cái tháng vừa rồi và tháng trước đó là 152.000 có nghĩa là dự kiến chúng ta sẽ có một cái báo cáo việc làm ADP coi là tốt các bạn nhưng mà cái này là một cái báo cáo đến từ một công ty tư nhân mà thôi chứ còn cái chỉ số mà nhiều quan tâm nhiều hơn nữa là cuối tuần này các bạn ngày thứ sáu thì ngày thứ sáu ở Hoa Kỳ chúng ta sẽ có tỷ lệ thất nghiệp dự kiến đó là 4.0 như tháng vừa rồi nhưng mà các bạn cũng đã biết là cái phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ cũng đã cho chúng ta một vài lần có sự bất ngờ các bạn và sự bất ngờ đó thường đó là phần trăm thất nghiệp tăng nhiều hơn là ước tính và các bạn nên nhớ chúng ta đang trong một cái thời điểm kỳ quái bây giờ đó chính là tin tức tốt lại là tin tức xấu các bạn tại vì tin tức tốt thì sẽ khiến cho Fed có thể là trì hoãn giảm lãi suất lâu hơn nhưng mà tin tức xấu lại là tin tức tốt các bạn khi mà phần trăm thất nghiệp tăng cao hay là chỉ số GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ đã giảm xuống nhiều hơn là ước tính à, thì sẽ khiến cho Fed có thể suy nghĩ đến chắc giảm lãi suất nhanh hơn và sớm hơn. Và một thông tin nữa chúng ta sẽ có vào ngày thứ tư ở Hoa Kỳ tuần này đó chính là biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này rồi các bạn mỗi lần mà sau khi họp tới thì ba tuần sau sẽ có cái biên bản họp chính thức điều quan trọng chúng ta muốn xem coi là cái biên bản đó nó có chùm khớp với lại những gì mà Fed đã chia sẻ trong cái cuộc họp báo cái đây ba tuần hay là không chúng ta sẽ đợi đến đó mới biết được thông tin và liên quan đến châu Âu đó thì chúng ta cũng có thể có được một chút xíu góc nhìn tại sao mà họ lại quyết định là giảm lãi suất trước khi mà Hoa Kỳ và nước Anh giảm lãi suất các bạn chúng ta cũng đã biết là châu Âu đã giảm lãi suất chúng ta cũng đã biết là Canada đi giảm lãi suất các bạn, tại vì Canada đang lo lắng là có suy thoái tài chính và ở Châu Âu cũng như vậy các bạn. Chúng ta hãy nghe cái lời phát biểu này đến từ chủ tịch ECB, nghĩa là chủ tịch của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Christine Lagarde. Đi thôi, cho các bạn xem cái clip ngắn này, chúng ta sẽ nói tiếp. Given the magnitude of the shock to inflation, a soft landing is not guaranteed. Now, what do I mean by soft landing? I would define that as avoiding either a recession or a major deterioration of employment. If we look at historical rate cycles since 1970, we can see that when major central when major central banks hiked interest rates while energy prices were high, the cost to the economy were usually quite steep. Only around 15%, 1.5 of the successful soft landings in this period have been achieved following energy price shocks. But this cycle has so far not followed past patterns. Các bạn đã nghe rồi đó, Tristan Lagarde, chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã nói là cái khả năng mà có hạ cánh mềm đó thì không chắc chắn các bạn. Và hạ cánh mềm ở đây có nghĩa là bà đã giải thích là sẽ không có suy thoái tài chính hay là không có thất nghiệp tăng cao thì cái khả năng đó bây giờ bà cũng không có chắc luôn và đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy là ngân hàng trung mương châu âu đã bắt đầu hạ lãi suất chúng ta cũng đã nói tới thế giới này là một thế giới vận hành bởi nợ các bạn chúng ta cũng nên hiểu là những chính phủ họ nợ lẫn nhau chúng ta cũng thấy được là khi mà các bạn gửi tiền vào ngân hàng đó trên căn bản cái mà các bạn đang làm đó chính là các bạn gỡ tiền rồi sau đó họ đưa cho các bạn một cái chứng chỉ nợ cái con số các bạn nhìn thấy trên màn hình khi các bạn gỡ tiền ngân hàng rồi các bạn dùng ứng dụng các bạn lên trên ứng dụng ngân hàng cái con số các bạn đang thấy đó không phải là tài sản của các bạn mà đó là cái con số mà ngân hàng đang nợ các bạn khi bạn tới lấy thì họ sẽ đưa tiền cho các bạn và từ cái nợ đó họ lại cho vay nữa các bạn các bạn thấy được thế giới này đó là một thế giới vận hành bởi nợ và khi chúng ta có một thế giới vận hành bởi nợ thì cái lãi suất phải thấp các bạn để khiến cho kinh tế nó phát triển. Và chúng ta cũng đã có cái thời kỳ rất là dài mà lãi suất rất là thấp à, khiến cho tất cả những công ty họ đều đã quen với lãi suất thấp rồi các bạn. Cho nên khi mà tăng lãi suất đó lại dẫn đến kinh tế nó bắt đầu trao đảo các bạn và nhiều công ty đó khi mà họ không còn tiếp cận được với lại cây nợ với lãi suất thấp nữa thì họ sẽ vấn đề lập tức chúng ta nói tới những cái công ty như là họ cho mướn những cái bất động sản thương mại thì các bạn đã biết là họ sống đó là nhờ những cái nợ ở cái mức lãi suất thấp mà bây giờ lãi suất lại cao cho nên khiến cho nhiều công ty đó bị ảnh hưởng rất là nhiều các bạn và đó là lý do tại sao mà những ngân hàng trung mương họ lo sợ tới suy thái tài chính là như vậy không phải công ty nào cũng có thể sống sót khi mà họ không tiếp cận được với cái nguồn tiền giá rẻ đâu các bạn. Khi mà gặp vấn đề như là suy thoái tài chính năm 2008 hay là chúng ta nói tới dịch bệnh của năm 2020 thì chúng ta lấy ví dụ là Fed đi thì các bạn thấy được là họ cứ in tiền rồi in tiền rồi bơm vào trong thị trường cho vay với lãi suất thấp nói là cho vay chứ thật ra phần lớn là cho luôn các bạn miễn là cái số tiền đó được dùng để mà trả lương nhân viên thì các bạn đã nhớ là có rất nhiều những cái nợ đó đó đã được xóa rồi thì các bạn đã thấy được là đó là cách mà họ đối phó với lại những cái sự kiện bất ngờ cứ việc in tiền rồi in tiền rồi cái bơm vào trong thị trường khiến cho lạm phát tăng cao các bạn và họ nghĩ là khi lạm phát tăng cao thì họ có thể giải quyết bằng cách là tăng lãi suất. Nhưng mà vấn đề các bạn đã thấy rồi những công ty này đó họ đã quen với cái nợ rẻ rồi thì bây giờ lãi suất tăng cao làm sao họ có thể là tiếp tục đáo hạn cái nợ đó khiến cho chúng ta mới lâm vào cái tình hình bây giờ các bạn và đó là lý do tại sao mà ở Canada, ở châu Âu họ phải giảm lãi suất các bạn, chỉ là Fed bây giờ vẫn chưa có muốn giảm lãi suất mà thôi và họ đang chơi đùa với đó các bạn Giống như thường đã từng chia sẻ Tình hình bây giờ giống như là chủ tịch John Powell Đang bịt mắt của mình Rồi trước mặt ông là một cái vực thẳm Và ông cứ tiến tới từng bước từng bước từng bước một và cái mà muốn làm đó là ông muốn tiến tới cái bước cuối cùng trước khi mà rơi xuống vực thẳm rồi sau đó ông quay đầu trở về rất là khó các bạn nếu như mà ông không có chắc chắn thì ông sẽ rơi xuống vực mà thôi và không phải ai cũng bearish các bạn thì thâm ly thì ngày hôm nay trên đài CBC thì đã nói là vẫn có lòng tin là chỉ số S&P 500 thì bây giờ mức cũng rất là cao rồi các bạn 5.460 thì sẽ đạt tới cái mức là 5.800 điểm từ đây cho đến cuối năm tại vì thâm ly tin là Fed sẽ giảm lãi suất Cho dù bây giờ đây chúng ta thấy được là Fed không muốn đưa ra bất cứ một dấu hiệu nào là khi nào giảm lãi suất thậm chí đó họ nói năm nay có thể là chỉ nên khi Dạo một lần mà thôi Thơm Ly không nghĩ gì các bạn Thơm Ly nghĩ là chúng ta sẽ thấy phép giảm lãi suất Chúng ta thấy được là sẽ có rất là nhiều người bây giờ vẫn đang ngồi trên đóng tiền các bạn Tại vì uh, bây giờ đây chúng ta nhìn thấy được là khi mà đầu tư vào trái phiếu cũng được 5%, 6% Thì có rất nhiều người họ có nhiều tiền Họ nghĩ là họ đầu tư vào trái phiếu được 5%, 6% thì uh, rất là an tâm an toàn và họ có lợi nhuận không nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đã cũng đã tăng trưởng rất là tốt năm nay rồi. Nếu chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 đó thì các bạn có thể thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 14%, các bạn, một năm qua đã tăng 23%. Thì rất là nhiều người đó họ bây giờ đã nhận ra được là chứng khoán hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh năm nay lập đỉnh mới liên tục các bạn. Thì nếu như chúng ta nhìn vào cái phần trăm này 23% tăng trưởng trong vòng một năm mà họ vẫn ngồi trên cái đóng tiền chỉ có lãi suất chỉ có 5 6% mà thôi thì họ sẽ ngày càng sốt ruột. Nếu như mà chúng ta thấy là chứng khoán Hoa Kỳ lại tiếp tục tăng nữa trong nửa năm còn lại đó thì sẽ khiến cho những người đó họ sẽ mất kiên nhẫn và lại có tiền đổ vào thị trường này, dẫn đến chỉ số S&P 500 lại tăng trưởng các bạn. Đó chính là lập luận đến từ Thamely. Nhưng mà quan trọng là Fed có giảm lãi suất hay là không. Thị trường bây giờ vẫn nghĩ là sẽ có hai đợt giảm lãi suất. Đợt đầu tiên sẽ xuất hiện vào tháng 9 của năm nay các bạn, nghĩa là trong vòng 2 tháng nữa chứ không phải để đợi tới cuối năm như là một số người của Fed hù bây giờ đâu. Giống như chúng ta nói tới Neil Scary, đây là chủ tịch của Minneapolis các bạn thì ông nói là phải đợi đến cuối năm mới có đợt giảm lãi suất lần đầu tiên. Thị trường thì bây giờ không nghĩ như vậy, mà nghĩ tháng 9 sẽ là cái tháng đầu tiên có giảm lãi suất ở Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng có một vài thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn Chúng ta có thông tin đến từ Ron Kitty Thì Ron Kitty đã đệ đơn với SEC để mà thông báo đó Đã mua 6.6% cổ phần của công ty dịch vụ thú nuôi là Chewy các bạn Các bạn đã nhớ là cách đây vài ngày đó thì Ron Kitty đã chia sẻ một tấm hình meme có con chó trên đó thì thì các bạn hiểu được là lúc đó nó cổ phiếu Chewy đã tăng mạnh rồi sau đó giảm cuối cùng đó, thì Ron Kitty cũng đã thực sự mua cổ phiếu của Chewy các bạn và mua con số rất lớn 6.6 tổng cái số lượng cổ phần các bạn và trong cái đơn mà đưa cho SEC đó thì đã để là Ron Kitty không phải là một con mèo <laughs> các bạn người sở hữu là một người thật có tên là Kitty chứ không phải là một con mèo đương <laughs> nhiên cái này chỉ để cho SEC mà thôi các bạn và chúng ta cũng đã nghe nói tới một cái thông tin đó là Ron Kitty bị kiện ngày hôm qua Và mới đầu ra thuần tưởng đâu là SEC kiện Ron Kitty liên quan tới gian lệnh chứng khoán Nhưng mà không phải các bạn Đây là một cái số nhà đầu tư họ hợp lại với nhau để mà kiện tập thể Nói chung đó thì họ cáo buộc là khi You, Ron Kitty đã không tiết lộ ý định bán những cái lệnh option của mình trước khi hết hạn, điều này dẫn đến thiệt hại cho những nhà đầu tư. Nói cách khác đó thì họ nói là Ron Kitty đã không thông báo cho những người theo